Hello Nam, hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng cho anh em về những sản phẩm dụng cụ cầm tay, máy cầm tay các loại nha. Trong đây thì có quạt phao rồi tô tồn nha, và đặc biệt nó có những dòng sản phẩm đang sale, đang khuyến mãi, đang ly kho, đang giảm giá. Nói chung là gần cuối tháng rồi, những cái sản phẩm mà nó bán chậm lắm mấy anh em, thì cửa hàng cố gắng sẽ sale sale giảm giá để ly kho anh em ha, ly kho. Rồi bây giờ giới thiệu anh em về những dòng sản phẩm đang khuyến mãi trước nha. Trong video này thì có những cái dụng cụ cầm tay nè, ví dụ như những cái kìm tuốt dây điện rồi kìm cắt nạp điện ha, có những cái máy hàng đang khuyến mãi, số lượng còn ít hơn anh em. Có hai cái thùng đồ nghề, hai cái thùng cái hộp đựng đồ nghề giá đang sale luôn nè. Rồi đặc biệt có con máy bào Makita giá đang rất là tốt luôn ha. Thì mỗi cái thì khuyến mãi thì số lượng không có nhiều ha, nói chung là cũng đủ để đáp ứng như nhu cầu anh em á. Mà đây mình sẽ cố gắng mình báo số lượng nha, thì mình cố gắng báo số lượng. Rồi mình đi vào chi tiết từng cái đi ha. Bây giờ lên sóng cho em về những dòng sản phẩm khuyến mãi trước đi. Ví dụ như đây, đây là một cái kềm tuốt dây điện đa năng. Kềm này thì không cần chỉnh. Bình thường giá nó là 200 ngàn một cây. Trong cái chương trình này hôm nay mình sẽ sale cho em là 20%, là nó sẽ còn là 160 ngàn nha mấy anh. Tuốt dây điện đa năng nghĩa là sao? Đây nè, anh em tuốt dây nhỏ, dây lớn, dây bé tí gì đó cũng không cần chỉnh, bởi vì xung quanh nó cũng chẳng có cái núm chỉnh gì hết á. Ok ha. Cái này thì vừa cắt vừa tuốt nha mấy anh, vừa vừa cắt vừa tuốt. Đây, nói chung là nó thuốc đa năng mà cắt nè. Đây. Bây giờ dây nhỏ nhất luôn nè, đưa vô nè, bập nè. Thấy chưa? Bé tí tẹo nè anh em, đây nè, bập nè. Đó, dây này dây nhỏ lắm ha, ra xong rồi bập dây này nè. Đây. Đó, là nó ra tiếng dây nhỏ nè, anh em cần tuốt những cái dây nhỏ nhỏ như này nè. Đó, đây mới gọi là đa năng ha. Không có chỉnh gì hết. Rồi, như bé tí vậy thì tuốt như thế này được nè. Ok ha, này là cái dây sạc, anh em có hai sợi dây nè, đúng không? Tuốt vậy được. Rồi lớn hơn xíu nè. Đây lên như 1.5. Đây 1.5 đưa vô cũng bọc một cái luôn nè, không cần phải chỉnh luôn anh em ha. Đấy 1.5, thông thường cái kìm tuốt dây điện này anh em nên tuốt những cái dây nào mà dưới 2 chấm anh em bọc một cái là ra. Còn nếu mà dây lớn anh em phải móc phải ấy hai lần, ví dụ như đây dây 4 chấm nè, thử anh em ha. Đây dây 4 chấm nha, thì anh em để coi tuốt ngắn ngắn á thì mình tuốt ra được, đầu đầu ngắn ngắn là mình tuốt từ khoảng ngắn anh em, 4 chấm là ra được đây ha. Đó anh em chỉ tuốt dây ngắn thôi đó, để anh em biết là mình nó đâu có chỉnh gì đâu ha. Có nghĩa là mình tuốt từ dây nhỏ tới dây lớn nha. Dây nhỏ lớn nếu mà dây 6 chấm thì anh em tuốt này anh em có thể quay qua tuốt cái hay cũng tùy thôi nha. Thông thường thì dây nhỏ rồi, tuốt dây lớn thì sao? Giờ mình qua cái dây nhỏ nè. Dây nhỏ thì ở đây mình sẽ có thêm một cái sợi dây này cho anh em nè. Đây. Dây này nè, đó, ra nè. Rồi gì nữa không? Còn dây nào đây? Còn đây còn sợi dây nè mấy anh. Đây dây này nè. Đây. Ok ha, đó, cái kềm mỹ đa năng như vậy đó mấy anh em. Có nghĩa là anh em xài gia đình thường á, thì thông thường anh em xài có dây 2 chấm mấy xuống anh em xài là nhiều rồi, chứ anh em đâu xài dây lớn dữ gì đó ha. Rồi giá bao nhiêu tiền? 200 ngàn trong cái chương trình hôm nay đang sale xuống với anh em nha, 20%, giá chỉ còn có 160 ngàn một cây thôi mấy anh em ơi. Cái này thì số lượng còn nhiều ha, anh em cứ đặt thoải mái ha, số lượng còn nhiều nha, 160 ngàn một cây ha, anh em cứ liên hệ số điện thoại đặt hàng nha, 160 ngàn cây nha. Một cái đầu ở đây cắt, đầu ở đây tuốt ha, chỉnh ra chỉnh vô vậy thôi ha. Cái này là chỉnh hành trình của ấy đó anh em, hành trình độ sâu để mình tuốt dây thôi ha, còn không có chỉnh bất kỳ một cái gì mà tăng tăng giảm giảm đây hết ha. Nó đã auto hết rồi, auto hết rồi mấy anh em. Rồi sản phẩm đầu tiên đây, 160 ngàn một cái, số lượng nhiều nha, còn nhiều á cả trăm cái lận, anh em cứ yên tâm đặt hàng, còn nào mình báo ít thì mình báo ít cho anh em ha. Rồi sản phẩm kế tiếp nữa đó là một cái đây một cái kìm kéo cắt nạp điện. Ok ha, đây nè, kéo cắt nạp điện. Bình thường cái giá cái kéo này thì nó sẽ có cái lưỡi thay nè anh em, bình thường là anh em mua lòng mà không có lưỡi thay đúng không, nhưng mà cái này có lưỡi thay anh em, thấy lưỡi nó trang bị chúng ta thêm hai cái lưỡi secure này cho là ba cái ha, ba cái lưỡi, hai cái secure, cái là ba cái. Thật ra cái này anh em xài cực kỳ lâu luôn nha mới thay lưỡi. Hiện tại lưỡi thì cái này mình cũng đang đợt sau mình cũng đang nhập về mấy anh em nha. Lưỡi này thay cũng đơn giản lắm anh em ơi, cái mẫu trước á thì nó sẽ không có hai cái khóa, không có hai cái nó sẽ không có hai cái chốt gà đâu, nhưng mà riêng cái mẫu này nó có hai chốt gà ở cái lưỡi, như vậy nó đòi hỏi cái lưỡi á là nó cần hai cái chốt nữa. Nhưng mà cái mẫu đầu tiên anh em nó không có chốt. Mấy anh mình Trung Quốc này nó ngộ lắm, cái lô đầu tiên mình nhập về á là dạ, cứng như ta, cứng quá. Cái lô đầu tiên mình nhập về á mấy anh là nó không có chốt, tự nhiên luôn này cái nó lại có, nó lạ đời như vậy. Đây, cứng nè, cố gắng mở cho anh em coi ha. Ôi nó cứng quá mấy anh em ơi. Nha, thôi mở sau đi. Cái này á thì anh em cắt nạp điện nè, qua đây, ha, qua đây 45 ráp vào thành một góc ha. Rồi
cắt nẹp nhựa đó em, cái lưỡi này lưỡi thay thế được ha, tháo ốc ra, rút lưỡi ra, rút lưỡi ra thôi. Và giá sao bây giờ cái kéo cắt nạp điện này là bình thường là 145.000 nha, bây giờ trong cái chương trình này anh em hả, đang sale cho anh em số lượng còn có 120.000 thôi, 120.000 cho kéo cắt nạp điện này mấy anh em ơi, 120.000 thôi nha. Đây đây 120.000 trăm 45 sale, còn 120.000 giảm tới 25.000 luôn, mười mấy phần trăm đó mấy anh. Ok ha. Đấy, rồi anh em nhu cầu cái này số lượng còn nhiều nha, anh em yên tâm nha, yên tâm thì cứ liên hệ mua nha. Rồi kế tiếp nữa, một dòng sản phẩm nào nữa đang sale ở đây, đầu đầu ở đây mấy hôm nay thì đây anh em, đây là một cái cây súng bắn ti. Cây súng bắn ti, cây này thì nói chung trên thị trường nó có nhiều loại lắm. Ví dụ như cái này ngày xưa mình bán 500 mấy rồi sale anh em còn 400 mấy, thôi bây giờ mình sale xuống còn 380, số lượng còn vài chục cây ha, số lượng vài chục cây. Cái súng này nó có ưu điểm là anh em biết gì không, thứ cái nó nhỏ, nó gọn, rồi nguyên cái khối trên đây thì nó làm kim loại hết. Ở đây mua những cái súng mà rẻ tiền đó, tầm khoảng 200 mấy, hình như 200 mấy cũng có một cây, nhưng mà cái cụm nổ bên trong là bằng nhựa với anh. Nó có những cái lò rẻ mà cái cụm bên trong là bằng nhựa, cái nó nổ riết cái nó bị chảy nhựa ra. Tại sao anh biết, anh em biết không, tại vì khách hàng cầm qua đây kêu sửa, làm sao sửa được, nó đã bằng nhựa rồi, không có phụ tùng thay thế nữa, làm sao mà sửa được. Cái này mà nó chỉ, nó hư cái gì còn sửa được, nhưng mà cái đó cần phụ tùng, mà là bằng nhựa đâu làm gì có. Chỉ có mình thích rẻ thì mình mua, thì giờ hư chịu thôi. Nhưng mà bây giờ cái súng này hiện tại bên cái hàng mình giờ đang sale cho nó anh em, giá chỉ có 380.000 một cây thôi nha. Tất cả cái này thì nó làm ở cái đầu này nè, đầu này anh em là bằng kim loại hết nha, này bằng thép hết nè. Ok nha, trong đây nguyên khối là bằng kim loại hết, nó chỉ có đúng cái cán này là bằng nhựa nè nha. Đó, nguyên này là bằng thép hết, rất là bền nha. Máy này anh em mà xài thời gian, anh em mà nó có hư mấy cái ống này thì mình vẫn có phụ kiện mình thay, trang bị theo nó cầm những cái gì anh em ơi, nó cũng có phụ kiện là có lò xo nè, rồi có kim quả nè, có tai nghe chống ồn nè ha, có kính nè. Ok ha, giá đang sale con này chỉ còn có 380.000 nha anh, 380.000. cái này nó có khuyết điểm nhất đó là anh em sao, cái cán này là bằng nhựa, anh em cầm như vậy thì nó dễ bị gãy lắm, nó dễ bị thụt, nó bị dội lội đúng không. Cầm như đây nè anh em, thụt, cầm chỗ này nè thụt bùm bùm bùm, bao cái này bền luôn, không bao giờ gãy. Nhưng mà cầm chỗ này nè là dễ bị gãy nhất, thế chỗ này cái đoạn nó bắt vô đây thôi, cái này nó bằng nhựa anh em, bắt ở đây thôi nên nó sẽ bị dễ bị nứt chỗ này nha, tại vì cũng có khách đã xài rồi mình biết. Thật ra cái này thì nó chỉ có cán nó quay đưa vô vậy thôi, chẳng có gì mình phải lăn tăn cả. Thật ra mà nói thì đây nè, có cán ren như thế thôi, không có gì lăn tăn cả. Thật ra mình cầm cái này mình thụt cũng được anh em, nhưng mà nó không có thế, gắn như vậy thì thụt thôi nha, nó dễ thụt hơn thôi. Ok ha. Rồi với giá tiền đang thanh lý chỉ có 380.000 cây thôi, con này mình clear kho nhé nè, 380.000 cây thôi nha. Rồi mình qua con này, con này thì còn vài chục cây đó, khoảng 30-40 vậy nữa mà. Rồi sản phẩm kế tiếp nữa đang sale trong cái chương trình ngày hôm nay nó là cái gì đây đây. Thôi lấy con này đi, máy bào nè nè, mình sẽ lên sóng mấy cái hàng sale trước nha. Máy bào của Makita, cái con này bình thường bây giờ anh em mua trên thị trường tầm khoảng gần 1.4 triệu. Trong cái chương trình hôm nay mình sale cho anh em giá cực kỳ tốt luôn nha, chỉ có 1.100.000 thôi nha anh em, 1.100.000 M1902B. Cái dòng này thì nó được sản xuất tại Trung Quốc. Đây là con máy bào điện của Makita, hàng chính hãng nha. Đây đó, đây mà còn lạnh ha, hàng mới tinh luôn nha. Rồi sách hướng dẫn sử dụng nè, cử nè, rồi nó có cái hộp này, hộp đựng lưỡi nè anh em, nó có hậu quên đựng cái cục mài lưỡi ha, đây nè cục mài lưỡi này bên trong nè, đây gỡ luôn nè, đây nó có cái cục này ha để mài lưỡi đó, cái gá để bắt vô lưỡi mình ta mài đó mấy anh. Rồi nó có hộp đựng vậy thôi, kế tiếp nữa là gì không, nó là con máy bào vậy thôi. Đây wow tuyệt vời, quá đẹp luôn mấy anh nha, 1.100.000 cho con này nha, hàng mới tinh đấy, 1.100.000. Và con này mình đang sale số lượng chỉ có 2 con, anh em lưu ý mình báo số lượng nha, số lượng có 2 con thôi, anh em nào mua trước thì mình cứ mua, hết thì thôi, hết thì thôi, còn nếu mình về nữa thì có thể là giá nó sẽ tầm đâu đó khoảng cả 1.4 triệu mấy anh. Rồi, anh em nghe tiếng máy nha. Ngon lành, chỉnh bào từ 0.5 đến 1 mm. Thông số kỹ thuật cái con này thì đây, công suất của con này là 580W, tốc độ quay 16.000 vòng một phút nha mấy anh, 16.000 vòng một phút. Ok ha. Rồi qua con này mấy anh em ơi,
Anh biết sao con này mình sẽ được sale giá này với mấy anh em không? Con này mình nó tồn kho mình ở giá cũ á mấy anh. À, con này hôm trước mình về cái đơn nó tồn kho ở cái giá cũ nha, thì mới có sale được. Ok ha. Chứ nếu mà giá mới thì không có sale được cho mấy anh em đâu. Đấy. Rồi, đấy. Anh em đang có nhu cầu con này thì liên hệ nha. Nhắc lại, 1 triệu 100 ngàn. Số lượng có 2 con. 1 triệu 100 ngàn mấy anh em, 2 con. Rồi, kế tiếp, sản phẩm kế tiếp, chương trình sale gì đây? Đây. Đây là cái chương trình combo nha. Anh em nào mua con máy mài chỉnh tóc của hãng Total nè. Cái con này công suất là 900W chỉnh tóc luôn nha, công tắc trượt. Giá là 710 ngàn. Đấy, 710 ngàn mấy anh em ơi. Đây. 710 ngàn ha. Đây. Ok. Ngon lành. Để 100 cốt M10. Rồi, tốc độ quay từ 5.000 đến 12.000 vòng một phút. Ngon lành ha. Đấy, hàng mới của Total, công suất là 900W. 900W nha. Rồi chương trình như thế nào đây? Cái máy này là giá là 710 ngàn nha. Trong cái chương trình này anh em nào mà có nhu cầu mà mua thêm cái thân máy bu lông của Hukan á thì mình cộng thêm 100 ngàn thôi. Đó, có nghĩa là 810 ngàn là được một cái con máy mài này nha. 810 ngàn là được một con máy mài này với một con thân bằng bu lông của Hukan. Ok chưa? Cái chương trình này mình chạy mấy hôm nay rồi, nhưng hôm nay nhắc lại anh em ha. Nhiều lúc anh quên. Đó, chỉ có 810 ngàn thôi nha mấy anh. 810 ngàn là anh em được một con máy mài này. À, đấy, một con máy mài của Total và một cái thân bắn bu lông của Hukan. Thân này thì mấy anh em biết rồi ha. Vừa bu lông vừa bắn vít nè, ha, có đầu cái nào kết nối với bắn vít nữa nha. Rồi, 810 ngàn thôi. Ok chưa? Còn anh em nào mua cái máy mài này không thì anh em cứ liên hệ ha. Để xem còn cái giá cũ không, để cho anh em giá cũ. Rồi, kế tiếp nữa, đây, còn hai cái sản phẩm này to to đang sale nè. Mình qua này chút xíu nha, cái này là mấy cái hàng mới mình chưa giới thiệu với anh em nè. Đây. Mình qua cái này một cái. Đây anh em. Đây, cái thùng. Đây là cái thùng đựng thùng cao su ha, đựng ship nè. Anh em có thể kéo lên nè, đây. Đó, nên kéo lên như này, ngon lành chưa? Ở đây kéo lên nè. Đấy, kéo cái nữa nè. À, kéo lên nữa nè. Hết rồi. Nha anh em. Đây cái thùng này anh em bỏ trên xe ô tô, muốn đựng cái gì đựng, đi câu cá, đi cắm trại, đi picnic gì, đựng bia, đựng bọt gì cũng được ha. Rồi có cái nắp đậy lên luôn. Đấy. Giá bình thường là 285 ngàn, trong cái chương trình này đang sale cái thùng này chỉ còn có 210 ngàn thôi mấy anh em ơi. 210 ngàn cho cái thùng này nha. Thực ra cái thùng này anh em kiếm thì mua cũng hơi khó chứ không hết là dễ đâu nha anh em ha. Đó. Thì số lượng hiện tại còn khoảng 4 cái. Anh em mà đang nhu cầu mua thì liên hệ ha. Chỉ có 210 ngàn thôi. Coi anh em xài xong anh em ship rồi nè. Đây. Đây. Ôi nó kín hơi mấy ha. Kín hơi. Kín hơi đậy không có được. Rồi thôi đo cho anh em về cái thông số luôn nha. Nó cao lắm. Khi mình kéo lên hết luôn á. Nó rất là cao luôn. Chiều cao từ cái đáy lên nha. Là nó tầm khoảng cỡ 28. Bề rộng từ cái qua đây luôn anh em. Tầm khoảng cỡ 45. Qua đây 45 nha. À, bề ngang của nó tầm khoảng cỡ 28. Ok ha. Đó. Nó rất là rộng anh em ơi. Mà giá chỉ có 210 ngàn thôi. Đó, xài xong rồi up xuống. Đây. Rồi. Ship lại cái máy tí tẹo luôn anh em ha. Cái này là cái hàng mẫu trưng bày. Anh em mua tất nhiên là khu công mới rồi. À, ok ha. Rồi 210 ngàn cho cái thùng này nha. Anh em không thích thùng đó thì có thể mua cái thùng xếp xếp này. Đây. Thùng này nó đặc biệt nha anh em. Thùng này bình thường là giá là 265 ngàn. Rồi chút xíu mình xem thùng đặc biệt gì, nó có một cái lớp bên trong đây nè anh em ơi, nó có một cái lớp bên trong nè, chưa, cái lớp này nó rộng dữ lắm mà nha, thùng này to cực kỳ luôn. Đo anh em coi nè, khi mà thùng ship nha, bỏ ô tô là ngon luôn. Về dài đó, về dài nó là tới 49 mấy anh em, gần 50 á, lọt lòng á. Về ngang của nó nha, về ngang nó là tầm 33 đó, gần 33. Chiều cao nó bao nhiêu, chiều cao nó lên tới tầm 29 nè, 28-29 nữa. Nó sẽ có cái miếng này nó nằm rồi nè. Đây cái miếng xếp nè, cái miếng lưới nè nè. Nha, cái tấm này anh em nằm rồi. Ok chưa? Tấm nằm rồi, khi chúng ta bật lên nằm rồi, còn không á, không bật lên thì nó xếp nè, anh em coi mình xếp nè. Hai bên hông trước, bên hông đẩy lên nè, đẩy lên nè. Bên này đẩy lên nè.
ok chưa? Rồi bên đây ship lại nè, bên đây ship lại nè mấy anh. Đấy, trời ơi nó mỏng dánh luôn nè, anh thấy không? Hay không? Rồi, ok, ship lại rồi. Nó sẽ có một cái nắp này nằm ở trên đây. Đấy, anh em nào ấy mình đặt cái nắp này mình thôi đựng cá đựng gì được ha, con lạnh luôn. Rồi, đó anh em, nó chỉ như vậy thôi. À, ship lại ngon, ngay ngắn. Rồi cái nắp ở trên đậy lại, rồi là xong. À, anh em thấy nó nhịp đẹp cái không? Trong khi cái thùng nãy mình đo cái thước kỳ cao luôn. 265.000 trong cái chương trình hôm nay mình sẽ cho anh em cái thùng này chỉ còn có 220.000 nha, 220.000 nha. Là anh em được cái thùng mới á, này hàng chuyên mẫu chuyên bài, rồi hàng 65 sale ha, 220k ha, số lượng còn 5 cái, ok ha. Rồi mình qua. Rồi quay lại về mấy cái chương trình sale kế tiếp ha anh em. Đây đây là một cái con máy máy mài mũi khoan anh em ơi, đang sale của Osito nè, mấy nay mình cũng giới thiệu rồi ha. Con này thì đang sale anh em, giá chỉ còn có 750 thôi đó, anh em bữa nay cũng mua cũng nhiều con này đó, nhưng mà số lượng mình còn nhiều, đang sale cho nó hết anh em. Máy mài mũi khoan Osito nha, giá đang sale 750.000 một con. Nên mài mũi gì thì nó đưa vô mua đó chúng ta mài nha. 3 ly cho đến 12 ly. 3 3 rưỡi, 4 4 rưỡi, 5 5 rưỡi gì đó nha. Nó không có 4 ly 2, 3 ly 2 đâu mấy anh em ơi. Nó nhảy một lần 3 rưỡi 4 rưỡi luôn à. Rồi chúng ta đưa lên, chúng ta mài luôn. Nếu mà 3 ly 2 thì anh em có thể đưa vô cái mũi 3 ly được ha. Cả đó được. Rồi, giá thanh lý xá đang sale với con này là chỉ có 750.000 thôi nha. Hàng này là hàng chính hãng của Osito ha. À, này anh em. Osito nha, sản xuất tại Trung Quốc, 95W. Cái máy này nó quay hơi ồn, quay bộ nhông nữa anh em, chạy hơi ồn. Anh em nào xài con đó nhiều biết. Rồi kế tiếp, à, con máy này thì bên mình còn vài chục con, nha, vài chục thôi, không nói chính xác mấy anh em ơi. Nói chung là cứ thoải mái mua. Rồi kế tiếp nữa đây là con máy hàng đang sale giá chỉ có 695.000 của hãng Betech. Con này thì mình còn 3 con nè, con này hôm trước về cũng nhiều, à, còn 3 con. Đây là con máy hàng mini mấy anh em, máy tí tẹo à. Đấy, đây nè. Đó, con máy hàng mini nè, mặc dù mini nhưng mà nó có đồng hồ luôn nha. Ồ, đây có đồng hồ luôn đây nha. Đó ngon lành, giá chỉ có 695.000. con này mình có video review rồi, có hàng thử test thử các kiểu luôn rồi anh em ha. Đây dòng máy hàng mini MMA 200 EW, à, của BTS mấy anh em. Rồi thì phụ kiện kèm theo cũng đơn giản thôi á, cứ dây hàng que, dây hàng mát, rồi cái kính, rồi búa gõ sỉ hàng. Mặc dù nó rẻ tiền nhưng mà nó cũng đầy đủ. Nó mini vô này nó có thêm cái dây đeo nữa. Đây. Để ta leo chạy trên cao nè. Thôi bây giờ không nghĩ luôn con máy hàng này. Con này có hàng năm nha mấy anh. Con máy hàng này có 690 mấy ngàn anh em ơi, không tới 700 ngàn con nữa là anh em biết nó rẻ cỡ nào rồi. À, nó rẻ cực kỳ luôn. Quá trời đó, nó rẻ luôn mấy anh em ơi. Thực ra mà nói hết hồn. À. Rồi ok, 695k cho con này. Kế tiếp một cái con máy hàng mic đây anh em, đây là cái con máy hàng mic BTEC. Các anh em nhớ cái mã này là 250BE nha. Cái dòng 250 này nó mạnh lắm anh em, mình đã review thử con này rồi, mình đã review con này rồi nha. Máy hàng mic BTEC 250BE nó hàng cực kỳ mạnh luôn, chế độ mic anh em, hàng cực kỳ mạnh luôn. Con này là nó có hàng mic, hàng que nha, nó hàng mic, hàng que, và hình như cái này nó có, để coi có liptic không. Anh em chủ yếu là hàng mic, hàng que là chính nè. Đấy, thì những cái con này anh em hàng cực kỳ mạnh. Và giá bao nhiêu tiền? Chỉ có 1.390.000 thôi. Cái con này thì nó không có gồm cuộn dây nha mấy anh. Không gồm cuộn dây, chưa gồm cuộn dây, chưa cái dây hàng que. Đấy, chưa gồm cuộn dây, chưa hàng que. Và con này hiện tại mình cửa hàng còn 3 con nha. Anh em nào mua thì liên hệ. 3 con thôi mấy anh em. Đẹp lắm. Trang bị cũng đầy đủ nè, cũng kính hàng, búa gõ sỉ, rồi dây hàng mic nè. Rồi à, cái con này nó không có cuộn hàng thôi, nó có dây hàng que, lộn cái thì quên, nó có dây hàng que nha, rồi có dây kẹp mát nữa. Chỉ có con BTS mới không có dây hàng que, lộn. À, quên con Sasuke với lộn, xe ken mắt rồi đó. Còn con này thì nó sẽ có cái mẫu cũ anh em, ken mắt mẫu cũ á, sau ken mẫu cũ thì nó không dây hàng que. Thì con này nó có hai cái dây hàng nè, anh em muốn hàng que thì nè, hàng que của hàng mic ha. Rồi kính hàng nè, đấy. Và cái máy vậy thôi. Ôi cái máy đẹp lắm anh em ơi. Thân nhỏ gọn, 1.390.000 nha.
Điều đặc biệt ở con này đó là vì nó mạnh đấy mấy anh em. Anh em hãy test thử à, ghé cái hàng test thử những cái dòng này, nó hàng rất là mạnh à, hàng cực kỳ mạnh luôn đó. Cứ bỏ vô là nó xài thôi, ngon lành. 1 kg nha, không khí. Rồi đằng trước nè, cứ dây hàng mic cho nè, mic nè. Hàng que thì nó có cái anh em cắm dây hàng, cắm vô đây là dây dương nha, khi hàng hàng que đó. Dương nằm đây, âm nằm đây. Hàng mic thì anh em cắm đây ha, rồi cái xe hàng mát nằm ở đây ha, ngược lại. Ok nha. Rồi nó có chế độ lip tích đó, nhưng mà chúng ta chỉ hàng mic hàng que thôi nha. Rồi, giá có 1.390.000 thôi mấy anh em. Rẻ ghê chưa? 1.390.000 thôi. Thực ra con này lâu rồi mình không giới thiệu lại anh em, bởi vì bán cũng đều đều à, cũng giá vậy thôi chứ không có khuyến mãi gì hết á. Cái giá 1.390.000 này thật sự cái giá nó quá rẻ từ hồi chưa xưa giờ rồi, nên mình cũng không có giới thiệu lại nha. Thì cái lô này hôm trước về tới đâu đó khoảng nhiều á, nhưng mà bán gần hết rồi, còn có ba con nữa là hết chương trình rồi, hết hết hàng rồi mấy anh em nha. Cái này còn ba con hết hàng, thì anh em đang có nhu cầu về mấy hàng mic mà nó mạnh á thì mua con này 220 BE nha. À, anh em có thể vào cái kênh mình tìm con BTEC mình có review con này rồi, 1.390.000. Rồi sản phẩm kế tiếp ha. Mấy hàng cao to nó hết rồi, giờ mình vô mấy cái hàng này. Bơm lốp xe đi mấy anh em. À đây, con tô tàu, con này mà mới vừa về hồi sáng nè. Đây là dòng máy bơm lốp xe nha, giá con này là 275.000 một cái, đây là bơm đạp của hãng tô tàu. Thông số kỹ thuật của con này á là đi coi. Đây. À, cái đường kính của ống này anh em là phi 55, làm bằng thép. Rồi cái gì áp lực nó không thấy ta, có đồng hồ à, nó không gì thấy áp lực bao nhiêu ký hết. Chào cha, nó cứng dữ trời. Anh mở đầu trên đây. Ồ, mấy ông này không làm cái hộp ngay chát ông luôn. Bóp xuống đây mới nè. Ô, con đẹp quá. Tô tàu 0,15 lít, chắc cho một lần đạp nha. Ống là một ống 275.000, có đồng hồ bên đây nha, có đồng hồ luôn. Thì cái này anh em bơm xe đạp xe máy ok, xe hơi bơm này đuối lắm anh em, sẽ đạp mỗi cái giò luôn á. Về lý thuyết á là nó bơm được đó, nhưng mà bơm nó lâu lắm, tại mỗi lần chúng ta nén khí dùng cái chỉ có 0,15 thôi nha, nó rất là lâu. Rồi trang bị mấy bịch nè, trang bị đạp ha, đấy đó là nè. À, con này bơm xe đạp là ngon lành. À, bơm xe đạp ô tô à, quên, bơm xe đạp xe máy rồi mấy anh em, là quất con này ngon lành nha. 275.000 cho cái con này, 275.000 mấy anh em ơi. Rồi mình qua con này rồi, cứng quá xíu, quả dù sao anh em không thích con đó mắc tiền đúng không, qua cú con rẻ này, con rẻ này bán nhiều nè. Đây, đây là một cái bơm đạp chân thế hệ mới của hãng Quá Phô, giá có 154.000 thôi, có đồng hồ luôn, có 154.000 mấy anh em. Đây, có đồng hồ luôn nè, ngon lành nè. Cái bơm này á, là thông số kỹ thuật của con này thì nó không ghi bao nhiêu áp, không có. Rồi nó không giống như cái bơm kia nha. Rồi đây nè, à đây đây đây, 140 PSI ha. Đấy, 140 PSI theo lý thuyết là anh em bơm được ô tô luôn á ha, nhưng mà bơm ở đâu lắm, anh em quốc xe máy xe xe đạp cho mình thôi, tại vì anh em biết cái thể tích của bánh ô tô nó nhiều, cái quan trọng đây là cái thể tích đó. Ví dụ như anh em bơm một cái trái bông bàn trái trái banh gì trái banh đi thì nó có thể tích chút xíu vậy nè, thì anh em bơm nó lẹ. Rồi bơm một cái lớp xe đạp á, thì cái thể tích nó nhỏ hơn xe máy, xe máy nó sẽ nhỏ hơn xe ô tô, ô tô to đùng luôn, ta đạp chắc mỗi cái chân luôn. Rồi nó có cái đầu đạp nè ha, nó có cái đầu tựa nè, có đồng hồ nè, con là nè. Đấy, anh em cứ đạp lên thôi, để thẳng xuống như này, đây để xuống như này đạp đó, ngon lành ha, mạnh cực kỳ luôn nha. Đấy, lên đó anh em à, ha, ngon lành. Cái này thì bỏ theo cốp xe, bỏ theo cốp xe máy đó nha, để chúng ta theo chúng ta đi đâu xa đó anh em, bỏ theo để chúng ta ví dụ như có đạp mềm chúng ta bơm nha. Giá chỉ có 154.000 thôi ha. Ha, rẻ nha. Ngày xưa giá nó còn rẻ hơn nữa nè, giá xưa có 120 mấy ngàn thôi, 132.000 chứ lộn nha, nhưng mà giờ thì hãng nó điều chỉnh giá rồi mấy anh ha, điều chỉnh giá rồi 154.000 nha mấy anh cho cái bơm đạp này ha. Thì nó có đồng hồ, còn trong trường hợp mà anh em không không mua không muốn có đồng hồ đó, muốn mà rẻ nữa đó ok, vài chục ngàn thôi đúng không,
Có luôn nha, có vài chục ngàn luôn. Đây, một cái con bơm đạp giá 85 ngàn thôi. À, đây nè, 85 ngàn thôi. Về lý thuyết, cái ống này với cái ống hồi nãy là như nhau, 140 PSI nè mấy anh, như nhau. Nó chỉ khác một cái là cái này nó sẽ không có cái đồng hồ, thì nó sẽ rẻ tiền hơn nha. Còn về lý thuyết là cái ống là đi như nhau hết, đạp thì nó cũng hơi như nhau, khác nhau có đồng hồ không, có đồng hồ thôi nha mấy anh. Đó nha, anh em muốn bơm là nhiều, cảm thấy tay bóp cứng cứng là ok. Giá bao nhiêu? 85 ngàn cho cái rẻ quá mấy anh em. Giá mới đó nha, giá cũ xưa có bảy mấy ngàn thôi đó, giá mang không? Hồi xưa đó giá bảy mấy ngàn nè, mấy cái này bán như tôm tươi. À, nó rẻ tiền mà, bán như tôm tươi. À, mà nó nhỏ nữa. Trong trong khi đó anh em mà dùng cái loại mà bơm hai cái tay mà chúng ta gạt gạt á, nhiều lúc nó mỏi tay đúng không? Nhưng mà không, cái này nó dùng chân đạp khỏe hơn. Rồi, 85 ngàn cho một cái này nha mấy anh em ơi. Số lượng thì nếu mà có hết á, anh em lưu ý mấy này hiện tại thì bên mình nó về thì hàng tồn kho nó cũng ấy. Trong cái trường hợp mà anh em mà ghé vào ngày ngày chủ nhật á, ngày thứ bảy mà vô thứ bảy mà nó anh em ghé, anh em liên hệ trước có còn hàng không nha. Còn qua đầu tuần thì ok, tại vì khi mà đầu tuần á, tầm thứ hai thì công ty sẽ về hàng cho mình. Hiện tại cái này bên cái hàng mình đang tồn kho chứ có một cái thôi. À, thì một cái thôi, còn cái này thì có tầm khoảng cỡ 4 cái. Anh em á, này nè, 4 cái này thì chỉ bán chạy hơn cái này. Số lượng 4 5 cái gì đó. Nếu mà trong chủ nhật nó hết thì qua chiều thứ hai là hàng về lại nha. Còn nếu mà nó chiều thứ hai nó hết luôn á là công ty nó hết hàng luôn nha. Rồi ok, 85 ngàn cho cái nhỏ này nha. Rồi, kế tiếp qua một cái dòng sản phẩm mới của Toto, đó là cái búa cao su hai đầu. Cái mã này mã mới Toto này mấy anh, không biết nó nâng cấp cái gì đây, hình như cái đầu nó to hơn hay sao ta. Giá là 108 ngàn nha, cho búa cao su hai đầu đầu 40, nó ghi 40 thì cái đầu bên trong này nè. Đầu nhỏ ngoài thì nó không không có tới đâu mấy anh em. Đường kính trong á, ngoài nó chào tầm khóa 35 thôi nha, ngoài cái đường kính ngoài 35 thôi, đường kính trong là 40 nè. Ok, giá chỉ có 108 ngàn cho cái búa này nha, búa cao su hai đầu của Toto. Tại mình thấy cái mã mới của công ty giới thiệu thì về thôi. Cái búa này thì như cái cán là bằng sợi, không, cán nhựa ha, không phải sợi thủy tinh. À, cán sợi thủy tinh đây nè, fiber plate nè. À, đó là cán sợi thủy tinh nha, chắc đó là cái mã mới. Thì cán sợi thủy tinh mấy dòng trước chứ cán nhựa quá. 108 ngàn cho cái búa cao su hai đầu nha mấy anh em. Rồi, kế tiếp một dòng sản phẩm mơ, dòng sản phẩm nữa giờ mình qua cái tụ tàu cho nó hết đi. Đây là cái máy cắt rung đa năng. À, đa năng nghĩa là em vừa cắt gỗ vừa cắt thạch cao ha, anh em cắt chỉ cắt nó mềm mềm rồi đừng có cắt sắt, sắt thì nó hơi đuối. Giá là 710 ngàn, ngày xưa có 600 mấy thôi anh em ơi, giờ nó ra cái mẫu mới rồi nha anh em, cái đầu này nó khác liền. Đây, trang bị thì nó cũng gồm có một bịch nè, à, mấy cái bịch này nè, rồi nó có một cái ốc nè để bắt vô ha. Rồi trang bị là một cái lưỡi cắt nè ngang, một lưỡi sủi, một lưỡi cắt bán nguyệt, một cái đế chà nhám, rồi vậy thôi. Đó, cái máy này ứng dụng anh em dùng để cắt cắt rung, cắt rừng ron cũng được anh em. Hồi xưa mình chưa có máy cắt ron thì anh em hay mua cái này để cắt ron. Ok ha. Đầu thiết kế nó khác rồi nè ha, cái mẫu này mẫu khác. Nhà về sau cái đuôi thì nó giống như mẫu cũ thôi. Rồi, nghe tiếng máy nha. Có chỉnh tốc phía sau không anh? Có chỉnh tốc phía sau. Đấy. Cái này thì nó chỉ có rung qua rung lại thôi, vài độ thôi. À, nên nó rất là an toàn. Cái này mua để cắt vậy nè, phải không? Cắt thạch cao mà chúng ta bó chân á ha, cắt thạch mấy cái bột bột bó chân nữa em, tại vì cái này nó rung vô tay nó không sẽ đứt. Và anh em cắt mấy cái máy quay mà lúc phạm vô cái đứt luôn. Cái này mà đưa vô máy thì nó sẽ không, đưa vô thạch nó không bị đứt, tại rung rung có một góc mấy độ thôi, thì đưa vô thạch chúng ta hiện nó cũng rung qua rung lại, rung qua rung lại thì nó không bị đứt, không có bị đứt ha. Nhưng mà cái dòng mà máy để tròn quay đưa vô là đứt đứt luôn đó nha, hay đứt thạch á. Rồi, giá chỉ có 710 ngàn thôi, 710 ngàn cho cái máy này. Về thông số kỹ thuật cái máy này, đọc thông số nha. Con này thì hàng công nghiệp 300W nè, hàng công nghiệp ha, 300W. Rồi vậy thôi mấy anh em ơi, nó không có cái tốc độ quay nằm ở đây ha. 710 ngàn một cái. Ba sản phẩm còn lại của Waffle đây. Cần à, cái này thì hôm qua về mà có cái, để chút xíu mình giới thiệu lại cho anh em cái này cuối cùng đi. À, hôm qua giới thiệu đó rồi, nhưng mà có cái điểm lưu ý về cái gà lưỡi á nè. Đây nè, đây là cái cần cần nổ nè, cần siết lực ha, của Waffle, cần siết lực của Waffle đẹp lắm mà nha. Giá rẻ lượng có 563 ngàn thôi, 563 ngàn là đó rồi, cái giá mới giờ đó mấy anh em. À, cái lực của nó là từ 40 đến 220 Newton,
Đấy. Và cần rất đẹp luôn. Đây anh em. Đầu 1 2 nha. Đó, anh em không? Kéo ra nè, xoay. Thả nè, cốc, kéo ra xoay nè, thả nè, cốc. Đó. Trời ơi, cái cần này mà có 560 mấy ngàn thôi, 563 ngàn thôi mấy anh em ơi. Đây 40 này 220 Newton nè ha. Anh em muốn chỉnh lên đây 40 Newton nè, xoay qua đây. Vị trí sang vị trí số 0 nè, ha. Đây. Thả ra cái nè, ha. Đó, là cái vách này nè, ngay vị trí 40 nè. Thì khi chúng ta sẽ xoay lên theo một dòng á là nó là 1,5 niu. 440 Newton. Thì chúng ta sẽ xoay một vòng ở đây đi. Ha, xoay một vòng nè. Anh em ha, 1,5 nè, một ô quên. Một bước này 1,5 nè, lên là 3 nè, 4,5 nè, nha, nó xoay từ từ. Nha anh em. À, một bước là 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Đó. Thả cái 1,5, 1,5. Đó anh em ha. Xoay hết một vòng luôn đó là 13,5 nha, 13,5. Ok ha, 13,5 cộng với 40 này nè. Đó anh em cứ cộng vô thôi ha, quay qua chỉ số 0 này nó là 55. Đấy. Rồi, một cái cần siết như thế này mà giá chỉ có 563 ngàn thôi. À, này bằng nhôm mấy anh em. Đẹp ha. Này thép nè, này nhôm. Cái cần này chứ để siết thôi nha, đừng chúng ta đừng mở. Cần siết là chúng ta chỉ để siết thôi, mặc dù nó có cái tính năng mở đấy nhưng mà thôi đừng có mở nè. Rồi trên đây nó sẽ có một cái không, nó có một cái bảng, không thường cần siết nào cũng vậy, nó có một cái bảng về lực siết nè mấy anh. Đây. À, nó có cái bảng nè, anh em về đọc thêm ha. À. Rồi, 563.000 mấy anh em ơi. Cái này nó có bảng 1/4, 3/8, 1/2 nữa, cái bảng 1/2, 1/4, 38 mình, cửa hàng mình đang hết hàng. Hôm nay mình đem lên review giới thiệu với anh em nhưng mà đang hết hàng. Rồi, sản phẩm kế tiếp nữa, đó là một con máy khò mini, giá chỉ có 229.000 thôi. Ngày xưa con này nó rẻ tiền không tới 200.000, ngày nay giá nó lên chút xíu. Đây anh em. Con khò này có bịch cò co nhiệt nè, hai đầu khò nè. À, cái đầu khò, hai đầu khò. Và cái con này á thì công suất của nó là chỉ có 350W thôi. Nhiệt độ con này nóng rồi nha. 400 độ C, 230 độ C, 400 độ C nha. Nó có hai cấp, số 1, số 2. Yeah. Số 1 tốc độ quay nó là 1800. Quên tốc độ gió chứ, 180, số 2 là 250 lít trên phút. Nhiệt độ 230 và 400 ha. Khò đầu ra. Những cái hãng khác anh em kiếm máy khò mini này không có đâu nha, chỉ có ông Waffle này không có thôi. Rồi, khò nhiệt nè. À, các loại nè anh em, mấy loại luôn nè. Rồi giá chỉ có 229.000 thôi mấy anh em ơi. 229.000 thôi, trời ơi giá nó quá trời rẻ luôn. 229.000 cho con khò nhiệt này. Dùng điện 220 ha. Đó anh em mà đi làm mấy cái nhỏ nhỏ đó, mấy cái mạch rồi đó thì có thể mình lựa chọn mấy cái này. Đó anh em khò, tại vì mình thấy mấy anh em hay dùng cái máy khò mà để khò vô cái mạch điện tử mà dùng để tháo gì đó mấy anh em. À, tháo nguyên đó thì dùng cái này. Còn dùng cái khò kia lớn quá, cái đầu là đầu nhỏ, nó có thêm một cái đầu khò, một cái đầu mà để đây nè. Đầu xè ra nữa nè. Nha. Rồi, 229k nha mấy anh em. Hàng mới của Waffle. Con này ngày xưa rẻ lắm mấy nè. Ồ, ngày xưa có 100 mấy, 190 mấy ngàn. À, nhưng mà từ tháng 7 thì lên giá rồi. Rồi, mình qua con này. Kế tiếp nữa, một cái dòng sản phẩm này mình ít giới thiệu cho mấy anh em nè. Anh em mà đi ô tô á, đi xe máy á, ở nhà nên có một cái. Đây là sản phẩm hút, hút nhớt nha. Hút nhớt. Có cái ống. Ồ, cái này sản phẩm hay lắm. Hôm trước mình có test một cái nè. Ha, kéo lên này hút. Nó mạnh lắm nha. Đó, thả ra. Nói chung mà này nó giống như một cái bơm đi mấy anh em, muốn hút. Hút lên nè. Ha, rồi thả ra. Bình này chứa là 50cc. Nha, dùng để hút nhớt đó. Ứng dụng này chi anh em biết không? Khi mà mình thay nhớt xe đó mà nó dư á, thì làm sao bỏ nó vô đi hút cái ống mà để hút nhớt á nha, thì anh em nên dùng cái gì đúng không? Ở đây hút xe máy thì ok nè, chọt vô cái chỗ chăm xe máy hút vô là ok luôn. Nhưng ô tô thì nó hút kiểu gì? Ô tô thì anh em mua cái sợi dây á, cái dây khoảng cỡ 6 ly á, là chúng ta chọt vô chỗ cây thâm nhớt á, là nó hút ra. Rồi cái đầu trên đây thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta nối với mấy cái này nè ha. À, nói cái đầu 6 ly như này thì chúng ta quấn làm sao đó ha, nối luôn với nhau để chúng ta hút cho nó kín anh em ha. Rồi nó hút con dây này hơi lớn nha. À, cái đầu hơi lớn. Rồi, một cái dụng cụ hút nhớt như thế này nè. Giá chỉ có 122.000 thôi. À, 122.000 thôi. Thông thường anh em này đi xe máy mà thay nhớt mà dư chạy nặng máy lắm.
Ví dụ như mà anh em thay nhớt xe máy mình để ý ha, thay dưới cái vạch phun chút xíu nha. Dưới vạch phun, ví dụ vạch phun là vạch cao nhất đúng không? Thì mình thay dưới vạch nó chút xíu thôi. À, là nó sẽ ok. Nha. Rồi, 122.000. Cái sản phẩm cuối cùng đó là cái sản phẩm về cái máy, cái thân máy chà nhám. Hôm qua mình review cho anh em mà mình quên cái chỉ, hôm qua cũng chưa nghiên cứu lắm. Thì hôm nay thì cũng có cái này nè. À, đây, khi mà anh em thay á, ví dụ như mình mà thay cái nhám á mấy anh em. À, anh em chờ xíu coi. À, gắn cái chuyển vô nè. Rồi, gắn viên pin vô. Đây. Đó là nè. Đây là cái máy chà nhám nha, anh em đưa vô nhà anh chà. À. Ôi trời. Ôi. Ôi ép mạnh quá anh em ơi, đưa vô là nó bứt dây rồi. Nha. Rồi, cái máy chà này á thì khi mà anh em chà mình thay nhám á mình gạt vô. Ha. Ấn vô vậy nè, là nó vô, còn muốn thay xong nó làm gì, trong đây nó có lỗ nó giấu đây nè. Đây nè anh em, có lỗ nè. Ấn cái nè. Đó nó nhảy ra. Thấy không? Kéo vô nè. Đó, ấn ra nè. Mạnh vô. Đó, nó thấp, điểm nó thay với nhám, bỏ vô nè. Thấy chưa? Đó, chúng ta xoay ra là nó sẽ ra thôi. Ok ha. Thì cái thân máy này á giá là 770.000 anh em. Cái con này là dành cho mấy anh em thợ mộc nha, thợ mộc. Thì mấy cái nhám này thì đơn giản mấy anh em ơi. Ha, à, nhám này thì đơn giản, chắc mình ép cứng quá. Đây này nè. Hôm qua ép cứng quá nè. Ha. À, nó sẽ bị bung. Nhưng mà nó sẽ cho thêm ta mấy bình nhám xe cua nè. Nha, 2 4 4 tờ thứ 5, dán lại thời tiếp thôi mấy anh em. Nha. Rồi ok, hết rồi đó. Cái thân này thì 770.000. Chủ yếu là cái lỗ này nó có lỗ này, ấn vô một cái ra vô vậy thôi. Đấy. Động cơ có cho thang nha, dùng chân pin của Inco Total. Còn nếu mua cái đế chuyển thì đây nè, mua cái đế chuyển này nè, từ chân pin Makita bỏ qua. Ha, rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ khui ra một cái tờ giấy. Một cái. Đấy. Ráp vô nè mấy anh. Đây. Rồi, kéo vô nè, kéo vô. Ha, rồi sát vô đó, ráp vô nè. Ok ha. Rồi, bây giờ nó hơi lỏng lỏng đúng không? Chọn cái tay vào trong lỗ này. Bóp cái nè. Đó là nó ra liền. Nha. Ok. Đấy, ngon lành. Nha. Rồi anh em mài thôi. Mài từ từ thôi nha, chứ đừng ép quá. Đã không biết mà đưa xuống mạnh quá ha. Rồi. Ok ha. 770k cho cái thân này. Rồi hết rồi mấy anh em ơi, anh em đang nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì liên hệ số điện thoại chứ được mua hàng nha. Giá mình thì giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship, mấy hàng mấy cái chương trình khuyến mãi đó thì vẫn còn đó, anh em nào cứ liên hệ mua đi, khi nào hết thì cửa hàng sẽ báo hết. Với đa phần còn dịch khuyến mãi là vẫn còn chạy cho mấy anh em ha. Đó. Rồi cảm ơn anh em á, xin chào và hẹn gặp lại. Con này mình sẽ làm con trưng bày luôn nha, cho anh em có cái mẫu để mình coi.